Một đóa hoa đời, một cánh chim trời, một trái tim hồng luôn rạng ngời. Người đã đi rồi, lo nóng hay nguội, kia rác trên đường dâng khắp lối. Không phải đi cấy nữa chứ. Thôi, Gọi là có quà, quà Tết nên đi phải đi thăm để chúc mẹ sức khỏe nhé. Áo gì đó này, áo bầu này, áo chủ tịch quốc hội rách hết rồi. Rách được vào cháu quá đó. Chào cúc bên này, chào cúc bên này. Gia đình anh nhiều. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai mang tiếng, mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự ao rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất của đời, vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người. Và để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo. Trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim. Tôi nói là tiền cũng quý, nhưng chết không mang theo được tiền. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Giờ mình đi làm chống tham nhũng, mình lại tham nhũng thì còn nói được ai? Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Ai đã tham gia vào ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà vướng vào tham nhũng tiêu cực? Thì tôi đâu không phải là cá nhân tôi, mà nói tức là Đảng, Nhà nước. Tôi xin mạn phép được nói cái gì đó, tôi sẽ xử lý trước. Nghĩ mình phương diện quốc gia. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự ao rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao cả. Trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim.